4名です。はい、4名です。はい、どうぞ。李佑廷，李领导，李佑廷。OK。Đó, phải lên trên cao như vậy nè. Phải lên trên cao như vậy mới đúng nè. Đông vui quá. Đông, rất là đông. Bây giờ tàu đang di chuyển. Mình sẽ đứng đầu tàu. Mình sẽ chọn cái góc này. Vô hạ tàu. Du thuyền này mà là chính thức lên con du thuyền này mà đi. Đó, du sĩ kìa. Dùng lên đây mà lên được cái con du thuyền này đi tham quan hết cái khu hồ Hạc Hồ Nê này quá hay, thích thích rất là thích, hạnh phúc quá, con khá gì châu Âu. Ôi đẹp quá nơi, arigato, thank you. Đi được 3 điểm. Bây giờ mình sẽ tiến vào cái điểm sâu nhất bên trong cái nóc kia. À, rồi nó sẽ quay về một cái điểm số 2 và sẽ quay về đích lại. Thì thời gian đi sẽ mất khoảng 70 phút. Mình đi cái chuyến tàu này là với giá vé là 1.840 là khoảng gần 400.000 cho cái chuyến du thuyền này. Bây giờ quay cho mọi người cùng xem ha, rất là đẹp, quá đẹp. Aku ketemu kau perang kan.
Nếu xanh biếc ha. Mình là đi vào bên Nikko một lần rồi, nhưng mà mùa đó là mùa thu, mà cái đợt đó đi là nó đẹp kinh hồn luôn, nó đẹp mỹ mãn lắm. Nhưng mà tiếc một cái là hôm đó trời mưa, cứ nghĩ là trời mưa thì sẽ không có quay được cái gì á, xong rồi để cả camera tất cả trên xe hết và đi không thôi, ra ngắm. Hôm đó thực là thất bại cực kỳ luôn á. Nhưng mà thôi, hôm nay mình đi lại một địa điểm khác, đó là Hakone. Đây chỗ này nó là mùa xuân thì cái phong cảnh thiên nhiên nó không có lá đỏ nên vậy là lá xanh thôi, nhưng mà nó cũng kết hợp với màu nước và núi rừng, và có hôm nay có núi Phú Sĩ hồi nãy mọi người thấy rồi đó, cũng là quá tốt rồi. Trời xanh trong.
Cắt từ video ra nhiều lắm. Đi hai tàu bổ quá tuyệt vời. Anh ơi xuống anh ơi. What the heck? Just to make you have two eyes. I have just myself. Đi, mình đổi tàu. Chút nữa đánh giá 5 sao luôn. Quá đẹp. Bây giờ là mình đang đổi qua tàu khác rồi. Vừa đổi sang tàu tàu này đi về lại vị trí cũ. Một vị trí mới rồi xong mới về vị trí cũ. Mình vừa mới đổi tàu đúng không? Đẹp ha, đỏ rực. Này hay quá, mình đi hai tàu đẹp luôn.
ba cái đèn trên kia đẹp cho anh ơi. Cái này này. Đó. Quay rất nhiều cảnh cho mọi người cùng xem ha. Và các bạn hãy đừng quên nhấn vào nút đăng ký ủng hộ kênh YouTube mình nhé. Mình sẽ đi chơi và sẽ thu nhiều video đẹp ở bên cái đất nước Nhật này này, có cả nước ở đây, và sẽ up lên cho mọi người cùng thưởng thức. Và đừng quên like và subscribe kênh mình nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn các video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Luồn người ra luồn người vào. Chị là hay không?